Xin chào các bạn đang theo dõi kênh xe điện motor điện. Kênh video hôm nay mình xin test thử cho các bạn xem cái bộ chân vịt thuyền. Bộ này là 24V 800. Lực đẩy của nó thì rất là khủng khiếp luôn. Mời các bạn đón xem nhé. Quay nhá, quay từ trước này. Được không? Quay không giữ được nha các bạn nha. Cái này khi các bạn muốn cho nó quay tốt thì phải để nó thấp xuống dưới này, chìm cái cánh quạt xuống dưới, lực đẩy lúc ấy nó mới tối đa nhất. Còn nếu các bạn để hớt trên này thì nó chỉ chém nước, hớt nước thôi, nên nó không khỏe bằng để sâu nó xuống như này. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem con 12V chạy thuyền cá nhân nhé. Chân. Đấy. Đây là động cơ 12V 600W. Động cơ không chửi than chạy 12V. Đây là bộ chân vịt của nó. Con 12V này nó cũng hai chức năng, một các bạn kẹp để chạy nhanh hoặc là vặn nút giữ tốc độ. Đây là cái nút kẹp này. Con này thì chạy êm hơn, nó phù hợp với những cái thuyền cá nhân. Và nó cũng có chỉnh tốc độ. Đây là nút chỉnh nhanh chậm này. Đây cho hết cỡ này này. Đây
nhân đi. Con này thì thuyền cá nhân thì dư sức rồi, rất là khỏe. Nhưng mà các bạn đi làm chậm thì chỉnh cho nó nhỏ lại. Đây là nút chỉnh nhỏ lại này. À, các bạn thích đảo chiều thì có thể sử dụng nút này. Hết cỡ đây. Đấy, lực đẩy rất là mạnh. À, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin lưu ý là bộ này đấu thì phải đấu đúng chiều dương âm nhé, đấu ngược là nó cháy điều khiển đấy.